Thưa quý vị, vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc của Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và hiện tại nó đang tiếp tục mạnh thêm. Vào 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Trong những giờ tiếp theo, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc và đến 13 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía Bắc Đông Bắc, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định từ vĩ tuyến 15 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 113 đến 117,5 độ Kinh Đông. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7 sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5 sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Sự xuất hiện của một giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã khiến mưa ở miền Bắc đang gia tăng dần. Từ đêm nay trở đi, miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến từ 20 đến 40mm. Trong đó, ở khu vực các tỉnh Yên Bái, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hải Phòng trở lên đến khu vực vùng núi phía Bắc là những vùng có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Nhiều có mưa xuống nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Trung Du và vùng núi giảm còn từ 30 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 32 đến 33 độ. Giải mây dông ở phía Bắc cũng tác động đến các tỉnh miền Trung, gây mưa dông từ rải rác đến nhiều nơi ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh trong đêm nay và ngày mai. Như vậy mà trong ngày mai, cơ bản ở Bắc miền Trung, nắng nóng sẽ chấm dứt. Với các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Khánh Hòa vẫn còn nắng nóng nhưng cường độ không còn gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Áp thấp nhiệt đới mạnh lên kéo theo gió mùa Tây Nam cũng hoạt động mạnh hơn, diện mưa và thời gian mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ tăng theo. Đêm nay Nam Bộ và Tây Nguyên còn mưa rải rác, ngày mai trời nắng gián đoạn, chiều và tối mai có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ trong ngày mai ở Tây Nguyên hạ còn từ 28 đến 30 độ, Nam Bộ chỉ từ 32 đến 33 độ ở các tỉnh miền Đông và từ 30 đến 32 độ ở các tỉnh thành phố miền Tây.